năm tìm kiếm những thế hệ công dân toàn cầu thông minh, tài năng và đầy bản lĩnh. Cuộc thi đánh vần tiếng Anh mang tên RMIT Be Battlefield ra đời. Sau hành trình một tháng tìm kiếm các thí sinh đam mê tiếng Anh, chương trình đã thu hút hơn 1.625 thí sinh tham gia trên khắp cả nước. Kết thúc hai vòng thi đầy cam go, 20 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức bước vào vòng chung kết. Những chiến binh ông chiến thắng sau mỗi trận đấu vòng chung kết sẽ nhận được gói tài trợ giáo dục luyện thi IELTS từ RMIT và chiếc máy Kindle thế hệ 10. Ai sẽ thể hiện được kiến thức và bản lĩnh của mình? RMIT Be Battlefield bắt đầu ngay bây giờ. Luật chơi chung. Các cặp thí sinh trải qua hai vòng chơi, trả lời các câu hỏi theo cấp độ từ dễ đến khó. Tất cả câu hỏi sẽ do hội đồng chuyên gia từ RMIT đưa ra dưới dạng video. Trước mỗi vòng chơi là một câu hỏi phụ. Thí sinh nào thắng sẽ giành quyền chọn chủ đề cho mình và cho đối phương. Thí sinh có 20 giây để đánh vần trả lời câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng, thí sinh nhận được 10 điểm. Thí sinh còn lại được quyền trả lời nếu đối thủ trả lời sai và nhận điểm tương tự nếu trả lời đúng. Tất cả các câu trả lời sai không bị trừ điểm. Người chiến thắng chung cuộc là người có tổng điểm hai vòng thi cao hơn sẽ được nhận giải thưởng gồm gói tài trợ giáo dục luyện thi IELTS từ RMIT và một chiếc máy Kindle thế hệ 10. Người chưa chiến thắng sẽ được nhận phần thưởng khích lệ là một chiếc máy Kindle thế hệ 10. Trong phần trước, chúng ta đã có những giờ phút hồi hộp theo dõi trận đấu gay cấn của hai chiến binh ông Lê Hoàng Đăng Khoa và Nguyễn Long Quang. Ngay bây giờ, hãy cùng hòa vào trận đấu tiếp theo giữa Lê Anh Khoa và Phạm Lê Gia Minh để xem chiến binh nào sẽ gia nhập đội ngũ The Champions. Chào mừng các bạn đang đến với RMIT Be Battlefield vòng chung kết. Chương trình được tổ chức bởi khoa tiếng Anh của trường đại học RMIT Việt Nam. Chúng ta sẽ đến với cặp đấu tiếp theo của ngày hôm nay, đó là Lê Anh Khoa. Tôi là Anh Khoa, vui là chính, thắng là 10. Phạm Lê Gia Minh. Tôi là Gia Minh, không gì là không thể. Các bạn sinh năm 2000. Thế hệ vàng. Điều đặc biệt mà các bạn nghĩ là mình khác so với thế hệ Gen Y là gì? Táo bạo hơn. Mình luôn muốn thử những điều mới mẻ và luôn không bao giờ sợ thay đổi. Bây giờ mình làm khó bạn được không? Mình có một câu như này. Chú bé loắt choắt, cái sắc xinh xinh, cái chân thoang thoát, cái đầu nghênh nghênh. Rồi mời bạn dịch thành tiếng Anh. Dạ em dịch cho vần. Em dịch theo vần đó. The little boy trotted his backpack by his side. His feet were quick, his head was high. Nghe cũng ok với mọi người. Xin được chào đón bạn Trường, là người trợ giúp của bạn Anh Khoa. Theo Trường, điểm yếu nhất của Anh Khoa là gì? Tiếng Việt ạ. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với người bạn của Gia Minh, đó là bạn Nguyên. Hello Nguyên. Điểm yếu nhất của Gia Minh là gì? Đùa hơi nhạt. Đùa hơi nhạt. Còn thêm vui tính. Cuối cùng mình vẫn là đồng đội. Dạ. Chúng ta hãy cùng làm quen với giám khảo của ngày hôm nay, thầy Matt King. Hello Matt. Hi, my name's Matt. I'm a teacher from RMIT University in Vietnam, and I will be the judge. Và bây giờ, vòng thứ nhất, bee stings. Ouch. Vòng thi bee sting có 3 chủ đề: sports and hobbies, food and drink, work and job, với 3 câu hỏi cho mỗi thí sinh. Thí sinh được quyền hỏi giám khảo một câu hỏi trong bộ câu hỏi quy định về từ sắp đánh vần. Quyền này chỉ áp dụng 2 lần. Thí sinh sẽ được một lần duy nhất sử dụng ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng sẽ được nhân đôi điểm số. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe câu hỏi phụ đến từ thầy Matt. Sure.
The first word is sanitary. 20 giây bắt đầu. Rồi, như vậy là Gia Minh đã dơ bảng trước. S-A-N-I-T-A-R-Y. That is correct. Chúc mừng Gia Minh, bạn là người được lựa chọn chủ đề cho bản thân mình và cho đối thủ của mình. Mời các bạn hướng mắt về màn hình để xem ba chủ đề của vòng 1. Sports and Hobbies, Food and Drink, Work and Jobs. Khoa nghĩ chủ đề này là khó nhất trên này. Theo như mình thấy là Food and Drink là khó nhất. Em sẽ chọn cho em chủ đề Food and Drink. Và em sẽ chọn cho Khoa chủ đề Work and Job. Ok. Và bây giờ xin mời câu hỏi đầu tiên, Food and Drink dành cho Gia Minh. Ingredient. I-N-G-R-E-D-I-E-N-T. Correct. Yes. Câu hỏi thứ hai, xin mời. Nutritious. N-U-T-R-I-T-I-O-U-S. Nutritious. Correct. Yes, chúc mừng Gia Minh, bạn đã có 20 điểm dành cho mình. Và đây là lúc mà bạn trả lời câu hỏi cuối cùng, bạn có muốn dùng ngôi sao hy vọng không? Ok, và bây giờ câu hỏi cuối cùng dành cho Gia Minh ở chủ đề Food and Drink, xin mời. Agriculture. A-G-R-I-C-U-L-T-U-R-E. Agriculture. Very good, well done. Yes. Và bây giờ số điểm hiện tại của bạn là 40 điểm. Và bây giờ thì phần thi tiếp theo là của anh Khoa. Bây giờ bạn có muốn sử dụng ngôi sao hy vọng liền không? Dạ có. Ngay bây giờ. Dạ. Ngôi sao hy vọng với câu hỏi dành cho anh Khoa, chủ đề là Work and Job. Xin mời. Appraisal. Mình muốn nghe lại. Appraisal. A-P-P-R-A-I-S-A-L. That's good. Yes. He's a fast speller, right? He's very fast. Very fast. Chúc mừng bạn, bạn đã có 20 điểm dành cho câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi thứ hai, xin mời. Assessment. A-S-S-E-S-S-M-E-N-T. My assessment is correct. Ok, bạn đã có 30 điểm. Và đây là câu hỏi thứ ba của anh Khoa. Xin mời. Scaffold. S-C-A-F-F-O-L-D. Correct again. Alright. Như vậy là cả hai bạn đều có số điểm ngang bằng nhau sau vòng 1, đó là 40 điểm. Trước trận đấu thì mình có hỏi thăm qua thì mình thấy đối thủ mình là anh Khoa có vẻ là một người rất là giỏi tiếng Anh. Nhưng mà mình vẫn tự tin vì có helper của mình là Phúc Nguyên. Mình thấy là không có gì phải sợ hết, chỉ cần tự tin, chỉ cần là chính mình là được. Và bây giờ chúng ta sẽ có một phần thư giãn dành cho cả hai bạn, anh Khoa và Gia Minh. But I'm gonna need your help. Matt! Hi! Can you give these two lovely friends some games? Sure, do you guys know what tongue twisters are? Yes. Yes. Okay, so I'm gonna say a tongue twister and I want you to repeat it as fast as you can, okay? Ooh. Start with an easy one. She sells seashells on the seashore. Okay, she sells seashells on the seashore. One more time faster. She sells seashells on the seashore. Pretty good, well done. All right. She sells seashells on the seashore. Wow. Impressive. I think we need to give him a more difficult one. A more difficult one, yes, please.
Peter Piper picked a pickle. I can't do it. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Wow. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Okay. Hey, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Perfect. Now, would you like to give Mr. Matt some tongue twister in Vietnamese? Oh no! Trời ơi! Chơi luôn! Có câu gì không? Có câu gì? Is there any tongue twister in Vietnamese? Buổi trưa ăn buổi chua. Buổi trưa ăn buổi chua. Ok, thank you Matt. Và bây giờ chúng ta sẽ trở lại với vòng 2. Be attack! Vòng thi Be Attack có 4 chủ đề thuộc 4 cấp độ khó hơn: Health and Wellness, Education, Culture, Media, Entertainment and Art. Với 4 câu hỏi cho mỗi thí sinh. Thí sinh có 2 quyền sau: 60 giây để trao đổi với người trợ giúp theo bộ câu hỏi quy định và có 20 giây để đưa ra câu trả lời cuối cùng. Quyền cược điểm, thí sinh và người thân sẽ thảo luận quyết định số điểm cược. Trả lời đúng được nhân đôi số điểm đặt cược. Trả lời sai sẽ mất toàn bộ số điểm đặt cược. Chúng ta đã trở lại với vòng 2 cùng với 2 thí sinh. Và như thường lệ, trước khi bước vào vòng 2, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi phụ để xem ai là người được quyết định chủ đề dành cho mình và đối thủ. Can I have the question for choosing the topic, please? Sure, be careful with this one. Hygienic. 20 giây bắt đầu. Mời anh Khoa. Hygienic. That is not correct. Oh. Ok, và bây giờ thì mời Minh. Hygienic. It's the same. It's still not correct. Yes, still not correct. It doesn't have the first I, so it's Hygienic. Hygienic. Thank you. Và như vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với màn tù xì thần trưởng. Xin mời các bạn. 1, 2, 3. Ok, như vậy là Gia Minh, bạn là người được quyền chọn chủ đề. Em nghĩ vòng này em nên chơi fair play. Khoa thấy thấy sao? Chắc chắn là mình sẽ ăn phần education, phần culture cũng vậy. Em sẽ chọn cho Khoa chủ đề media, entertainment and art. Em sẽ chọn cho em chủ đề culture. Tại em nghĩ đối với hai bọn em đây là hai chủ đề khó. Khó là phải cùng khó. Cùng khó. Lúc đó mình băn khoăn là không biết Khoa sẽ gặp khó khăn như những chủ đề nào. Nên là mình cũng phải hỏi ý kiến của Khoa. Mà may là Khoa đã nói thật. Gia Minh, bạn sẽ là người thi trước. Và xin mời người trợ giúp của bạn Gia Minh, đó là bạn Nguyên. Sẵn sàng chưa? Ok. Câu hỏi ở chủ đề culture dành cho Gia Minh, xin mời. Grieve. Nguyên nghĩ đây là động từ hay là danh từ? Động từ. Trong này có bao nhiêu chữ E? 2 chữ E. Trong này có chữ Y không? Y ngắn. Có Y. Bạn. Em xin được đấy. G-R-I-E-V-E. It's correct. Chúc mừng Gia Minh và bạn Nguyên. Và bây giờ sẽ đến câu hỏi thứ hai. Vẫn là chủ đề culture. Xin mời. Superstitious. Nguyên nghĩ đây là danh từ hay tính từ hay động từ? Tính từ. Nguyên nghĩ trong này có bao nhiêu chữ y ngắn? 2, mình nghĩ có 2 chữ y ngắn. Ok, em xin được đoán từ. S-U-P-E-R-S-T-I-T-I-O-U-S. Correct. That's amazing. Bắt đầu khó lên. Bắt đầu khó lên. Do you think it's a tricky word? That's a very difficult word, yeah. Yeah, what is the tricky part of it? Probably the T's in the middle.
Somebody would think it would be C, right? You could think it was a C, you could think it was an SH. Okay. Và bây giờ bạn có hai câu hỏi còn lại. Bạn có muốn cược điểm ngay bây giờ không? Dạ không. Và bây giờ câu hỏi thứ ba của Gia Minh, chủ đề culture. Xin mời. Fanatical. Mình nghĩ trong này có bao nhiêu chữ T? Mình nghĩ có một chữ T. Mình nghĩ trong này có bao nhiêu chữ A? Ba chữ A. Và em xin được đoán từ. F-A-N-A-T-I-C-A-L. Good job. Very good. Nguyễn, bạn có nghĩ là Gia Minh nên cược điểm không và cược bao nhiêu? Gia Minh nên cược hết điểm của mình thôi. Or nothing. Or nothing đúng không? Vậy em xin cược hết. Yes! Hài lòng chưa? Yeah. Ok. Chúc cho Gia Minh may mắn. Câu hỏi cuối cùng nhìn cho Gia Minh. Xin mời. Astrologer. Nguyên nghĩ đây là danh từ hay là tính từ? Nghĩ đây là danh từ. Nguyên có thể cho định nghĩa của từ này được không? Này là những người nghiên cứu về astrology. Nguyên có thể lặp lại từ đó được không? Astrologer. Em xin được đoán từ. A-S-T-R-O-L-O-G-E-R. One G or two G's? One G. It's correct. Hai bạn có 140 điểm. Yeah. Có một cái từ cuối cùng mà mình đã đặt cược hết số điểm của mình vào. Thì cái từ đó lúc đó thì nghe không rõ cái âm cuối. Nên lúc đó mình phải hỏi lại Nguyên rất là nhiều lần. May là nhờ cái định nghĩa của Nguyên với lại câu trả lời của Nguyên là trong đó có bao nhiêu chữ này, chữ kia thì mình đã tìm ra được câu trả lời chính xác. Càng thi thì mình thấy Gia Minh là một đối thủ rất là đáng gờm. Và bây giờ đây sẽ là lúc mà anh Khoa, bạn sẽ phải đảo ngược tình thế. Dạ không. chỉ có bằng thôi ạ. À. Rồi, xin mời người bạn đi cùng với bạn anh Khoa, đó là bạn Trường. Câu hỏi đầu tiên dành cho anh Khoa với chủ đề là Entertainment, Media and Art. Xin mời. Portfolio. Mình đánh vần luôn. P-O-R-T-F-O-L-I-O. Portfolio. Tự tin quá. She said no. But I say yes. Yes. Tôi xin thấy là có vẻ như là mình đứng đây chơi chứ không có làm gì được luôn rồi đó. Tại vì nó không thèm hỏi mình. Giống như là linh vật. Linh vật. Đúng thật, Khoa là một người rất giỏi. Vì Khoa không cần suy nghĩ quá nhiều. Khoa đã biết sẵn cái từ đó là gì rồi. Sẵn sàng câu hỏi thứ hai chưa? Dạ rồi. Và câu hỏi thứ hai dành cho anh Khoa. Xin mời. Satellite. Được có thể lặp lại từ đó không? Satellite. Trường có thể lặp lại từ đó không? Sialock. Trường có thể lặp lại từ đó không? Sialock. Cho mình cái định nghĩa của từ. Biết luôn. À, mình đánh nhầm luôn rồi. P-S-Y-L-O-C-K. No. Và đây là cơ hội dành cho Gia Minh. S-Y-A-L-O-G. No. I think you both misheard the word. I couldn't hear the word as well. Cuộc sống mà. So the word was actually satellite. So S-A-T-E-L-L-I-T-E. Satellite. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi thứ ba. Xin mời. Frequency. À, mình đánh vần luôn. F-R-E-Q-U-E-N-C-Y. It's good.
Câu hỏi cuối cùng, bạn muốn cược điểm hay không? Dạ có. Cực mình hiện tại đang có 60 điểm. Mình cược 60 điểm. Dạ đúng rồi. Và câu hỏi cuối cùng dành cho anh Khoa, xin mời. Biased. Mình đánh vần luôn. B-I-A-S-E-D. It's good. Yes. Xin được cảm ơn trường đã hỗ trợ đắc lực. Okay. Thank you, Matt. Kết quả sau hai vòng cam go của hai anh chàng ngày hôm nay, Gia Minh đã đạt 140 điểm. Anh Khoa 120 điểm. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đến đây tham gia cùng với RMIT Be Battlefield. Vậy là chúng ta đã vượt qua được hai vòng thi vô cùng cân não. Và đây là những gương mặt đã đến với cuộc thi. Về vị trí thứ hai, xin được chào đón Long Quang và Anh Khoa. Mỗi bạn sẽ nhận được một máy Kindle Amazon thế hệ 10 và một giấy chứng chỉ của chương trình RMIT Be Battlefield. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chúc mừng cho chiến thắng của Đăng Khoa và Gia Minh. Xin được chúc mừng những bạn đoạt giải nhất. Mỗi bạn sẽ nhận được một suất tài trợ giáo dục cho khóa luyện thi IELTS tại Đại học RMIT. Mỗi bạn còn nhận được thêm một Kindle Amazon thế hệ 10 và mỗi người một chiếc cúp của chương trình RMIT Be Battlefield. Để theo dõi những video tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn đăng ký YouTube channel School of English and University Pathways. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc mừng Lê Hoàng Đăng Khoa, Phạm Lê Gia Minh đã trở thành B-Champion của RMIT Be Battlefield. Ai sẽ là người tiếp theo gia nhập đội ngũ B-Champion 2021? Mời các bạn đón xem phần tiếp theo. Một trận đấu đầy hấp dẫn giữa Nguyễn Diệu Anh và Nguyễn Đỗ Minh Ngọc. Em rất là thích ăn uống. Quách chị! T-P-I-L-L. Mặt không hài lòng. Good answer, great. Em không nghĩ đến cái từ đấy. Wow, their pronunciation is so clear. Và trở về vạch xuất phát. Đón xem các tập tiếp theo trên kênh Schools of English and University Pathways.